Đây ha mọi người, sang hay mua gà ở đây cho người vô gia cư nè. Gà này nhìn thấy hấp dẫn không mọi người? Chị gửi xe mà chị không bị mất cái gì luôn á. Đó. Ôi trời. Và bây giờ Sang đi đến xuống dưới, Sang đi xuống dưới đây để gặp cái gia đình mà có bé đứa em bé mà em bé gái trên tay á, không biết bây giờ ra có gặp họ không đây. Cậu mong là gặp ha. Chết đói á hả? Đói rồi. Chút nữa mama mua quýt cho nhá. Được không? À. Ok, chúc McDonald's. Ăn McDonald's thôi. Đây, người đồng hành với Sang bữa nay nữa đây, cũng có là một đây. Sang nhìn thấy xa xa đằng kia thì thấy có người đang ngồi kìa, mà không biết có phải gia đình họ không đây. À, chị nghĩ là gia đình họ rồi em ơi. Đang ngồi đằng kia. Mọi người có còn nhớ cái chỗ này không? Cái chỗ này là Sang mua cái đu rum cho gia đình đó đây nè. À đúng rồi, cô ấy đang còn ngồi. Đúng là gia đình cô ấy rồi. Hôm nay không thấy con của cô ấy đâu. Đứa con trai á, há miệng cho Sang coi á, răng của em ấy á. Trời ơi sâu á, sâu răng á, bị sâu răng á. Nhiều lỗ lắm mà không làm gì mà có giấy tờ ở đây mà đi làm răng. Đây nè. Hôm bữa em bé này thì đang còn ngủ trên tay. Bữa nay em bé này thức rồi ha mọi người. Sang ra đây rồi nè. Bonjour. C'est moi. Ok, Sang đang có mặt ở đây rồi ha mọi người. Đó. Em bé này bữa nay tỉnh rồi nè. Em bé này bữa nay thức nè mọi người ơi. Dễ thương quá luôn á. Xin ha. Dễ thương ghê. Bonjour, enchanté. Em bé này đang còn lạ quá. Ê, đây này, cái giỏ này là Sang đưa cho cô nè Thái. Cái gió này đúng không? Ừ, sao em có thể bỏ ra từng cái cho cô. Cô tưởng là cô không biết đâu. Mấy người vô gia cư này họ rất là có lòng tự trọng á, họ không bao giờ mà họ lấy đồ mà không có phải không cho họ. Nhiều khi chị để xe ở đây cho họ, chị gửi xe mà chị không bị mất cái gì luôn á. Đó. Ôi trời. nước nữa em ơi, đưa cho họ hai chai nước giùm chị cái. Đó. Em bé này thấy cái chăn thích quá mọi người. Ok. Dạ. Bambia phụ bebe. Mana ba đơn bambia. À, je te donne l'argent. Buộc ta chú bơ ăn sốt tay bom biệt một bé bé, ok.
Sang sẽ trao cái số tiền này, Sang còn 30 của chị Phương Phương Kiều đó. Dạ. Thì Sang đưa luôn cho cô này để cố mua con vẹt này. Mua gì cho bebe thì mua. Đây. Merci. Hôm bữa ra chị đi vô đây nhưng mà em này còn ngủ. Yeah. Ngủ say sưa luôn, trời lạnh lắm á mà cứ ngủ. Bữa nay tỉnh đây nè. À, cô này cô nói là cô có 3 người con. Yeah. Một gạt sung và một phi nữa. Đưa gạt sung. À, 2 người con trai, một cô con gái, 3 người. Mà tung ma hi sẽ ôm đây là em này em muốn nói Nati. Cô này cô kêu là In La Bang. Cô này cũng không biết nhiều tiếng Pháp á, cho nên là mình không có nói được nhiều với cô. Tại hôm bữa có người con của cô ở đây thì anh ta nói chuyện với cha được nhiều hơn nè. Nata. Je suis Việt Nam. Uh-huh. Đó. Thì con nít mà ngại. Chưa quay ăn ở mình đấy. Cái đợt trước có cái em bé mà xin gà cũng vậy. Chắc em không có coi không biết đâu. Nhưng mà chị nói cái nào chứ? Có em bé xin gà, cũng có cô bé nhỏ xíu rồi nè. Mới đầu cũng lạ với Sang lắm, nhưng mà về sau là đi theo không ạ? À, Đích kìa, Đích ơi, em nó kêu con kìa. Đây, đưa tay ra cho em, ngồi xuống coi nè. Đây, ngồi xuống coi. Con đưa tay, đấy. Vậy hả? Sang thay mặt người vô gia cư ở Bỉ cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chị Phương Kiều nhiều ha chị A. Đó. Thấy con thấy không? Em bé đói thế không? Thế không? Biết rồi hả? Ở nhà không có được dùng đồ ăn nha. Ok. Ê dạ. Chùi đi. Cô này cô đang là lấy gà ra cho con gái cô ăn này ha ca. Nóng chị xô hả? Chị xô. Thô xô. Dạ, đấy. Cô bé bây giờ mới cười. Cô bé này đụng vô gà thấy nóng quá trời. Đó, cứ đụng vô nóng là đụng. Oh. Các bạn nhìn thấy thương không? Ước gì chị cũng có đứa con gái như vậy ha. Sang đi như vậy nhiều khi nhìn thấy họ chỉ cần mấy cái đơn giản như vậy thôi, họ đâu không có cần gì đâu. Nhiều khi có người họ không có lấy tiền đó em.
có người họ không xin tiền những gì hết đó, cho họ cái gì cũng ấy, giống như là cái anh châu Phi á, anh không có xin tiền, anh không xin tiền, không xin đồ ăn, tới đưa cho anh cái gì anh cho anh lấy cái đó, anh không cầu kỳ gì hết. Có nhiều người vậy đó, họ không có giấy tờ đâu. Sang hy vọng là có dịp mà sau Sang sẽ quay lại đây và Sang sẽ giúp được họ thêm được nhiều cái khác hơn. Thí dụ như là có thể lần sau á, Sang có người họ có cái anh An và chị Linh á, kêu là có quần áo rồi mà chị chưa bị cung phi mon nè, chưa bị đóng cửa biên giới, chưa có chở qua cho chị được á. Cho nên là nếu mà có thì chị mang ra đây cho họ nè. Họ đang đói luôn á, bây giờ là buổi trưa mà. Thấy không, bây giờ mình mới thấy là tụi mình còn may mắn hơn họ rất là nhiều. Có lúc mà chị nghĩ là có lúc chị muốn đi ra ngoài đây ngồi thử con một tiếng coi chị có chịu ngồi nổi không. Tại vì ngoài đây là thứ nhất là lạnh nè, mà ngồi như lâu như vậy chân đứng lên thì sao mà đứng nổi đúng không? Mà lạnh lắm. Mà chị đi mà chị thấy lạnh nữa. Mình muốn đụng vô cô bé, nghe cô bé không cho đụng. Không biết gì đâu. Tầm tuổi này như là con chị thì ở nhà là chạy nhảy dữ lắm, nhưng mà họ vừa đi cuộc sống mưu sinh như vậy. Có người họ đẻ tới 10 người con ở bên nước Romania thì khó khăn mà đi qua đây ngồi xin vậy đó. Ok, bây giờ Sang để cho hai mẹ con họ ăn với nhau ha. Bây giờ Sang đi người khác ha mọi người ha. Thôi ok, bây giờ Sang chào họ, Sang đi đây ha. À, pour chez toi. Ok. Je donne les vêtements. Ok. Nhà. Après. Ok. Ok. Merci. Ciao. À, cô ấy xin cả vớ nữa và có đồ cho bê bê hoặc là có quần áo gì cho cô ấy đều nhận hết nha mọi người ha. Ok, bye bye. Ta-da. Ok, bây giờ Sang đi ha. Cái này cô dùng không chị? À không, em đưa cho họ để họ đựng cho đựng đây.
Đó, Sang đã đưa đồ ăn với lại tiền cho cái cô đó rồi và cái chăn mang ra cho họ và bây giờ Sang đi về đây ạ. Con có con hả? À quên. Con có muốn ăn ăn đồ chiên không? Hay là tới Quick mama mua Quick được không? Ok. Một phần Quick nhá. Lần nào đi với ảnh thì phải thưởng cho ăn một cái gì đó để lần sau anh có ảnh lại đi tiếp không? Ok, Sang bây giờ Sang đã đi xong việc của Sang rồi nha. Sang đã đưa cho đưa tiền cho em Việt Nam và Sang đi mua, Sang đã đưa chăn ra cho gia đình kia và đưa gà ra cho họ rồi và bây giờ thì Sang đây Sang để cho em đi về hả? Dạ, Sang em cũng đón xe lửa Sang đi về. Dạ vâng, em cảm ơn chị và mọi người rất nhiều. Ok, bye bye em. Dạ, chào mọi người đi hả? Dạ, em chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ em. Ừ, bye bye em nhé. Chào mọi người. Bye bye. Em mới đi rồi. Mình đi về hả? Ngon không? Đây con trai Sang thì lần nào ra đây thì cũng xin một phần phít, một phần khoai tây chiên hết á. Vậy là nó thích rồi. Vậy là mama muốn nhờ nó cái gì cũng được hết á. Con chào mọi người xem. Chào mọi người. Con Sang nó không biết nói đâu, nói yếu lắm. Dạ. Thì bây giờ Sang đi xuống dưới đây ha mọi người ha. Video của Sang tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau tiếp theo của Sang nha. Cảm ơn các bạn đã luôn xem và ủng hộ theo dõi Vô Gia Cư ở Bỉ. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.